Ok, xin chào các bạn, xin chào các bạn đi sóc fan yêu quý của Velo Lê Thái Tổ. Ok, xin chào các bạn đi sóc fan yêu quý của Velo Lê Thái Tổ. Và rất là vui khi tiếp tục gặp trở lại các bạn trong những buổi live stream về những chiếc đồng hồ đi sóc, cũng như là những cái thông tin về những chiếc đồng hồ đi sóc mới nhất và được cập nhật liên tục tại Velo Lê Thái Tổ. Ok, và trong khoảng thời gian qua thì mình cũng có ít live stream được cho các bạn xem vì để chuẩn bị cho những cái mùa mua sắm cuối năm thì Belo đang có rất là nhiều việc cần chuẩn bị, cũng như là chúng tôi phải đáp ứng một lượng hàng hóa cực kỳ lớn để có thể phục vụ được đầy đủ và chính xác những yêu cầu, những cái nhu cầu của các bạn G-Shock fan yêu quý đã ủng hộ Belo Lê Thái Tổ trong suốt một năm vừa qua. Và chắc chắn là trong dịp cuối năm nay thì sẽ có rất là nhiều các bạn G-Shock fan từ tất cả nước sẽ tiếp tục ủng hộ Belo, và do đó chúng tôi cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian để có thể chuẩn bị mẫu mã mới và những cái mẫu hot, mẫu bán chạy với những số lượng đầy đủ để có phục vụ được các bạn nhiều nhất có thể. Ok, và chúng ta đón chờ được một phiên bản rất là đẹp của bộ sưu tập G-Shock Black and Red Adrenaline. Đó, đây là một bộ sưu tập mới nhất nằm trong bộ sưu tập vừa được giới thiệu chính thức tại Belo Lê Thái Tổ trong tháng 11 vừa qua. Và chúng ta sẽ đến với phiên bản đầu tiên trong bộ sưu tập này, đấy chính là phiên bản AWR M100SR1A, một phiên bản với một cái mã hiệu G-Shock khá là dài. Và thực sự thì chúng ta sẽ thấy là gần như là chưa có một clip nào về cái dòng này cả. AWR M100SR là một phiên bản khá là giống với cả AW591, nhưng mà nó sẽ sở hữu những cái tính năng vô cùng là tuyệt vời. Và thực sự Belo rất là vui mừng khi có thể trực tiếp trên tay được các bạn cái phiên bản này. Và Belo cũng rất là bất ngờ khi mà G-Shock Nhật Bản họ đã giới thiệu cái phiên bản này trên thị trường toàn cầu, cũng như là tại Belo Lê Thái Tổ Việt Nam của chúng ta. Thông thường thì các bạn có thể thấy là chúng ta dòng AWR này không phải là một dòng mới, và nó đã được giới thiệu chính thức ở Nhật Bản trong thời gian khá là dài rồi. Nhưng mà rất là bất ngờ là trong cái bộ sưu tập G-Shock Black and Red Adrenaline này thì Belo đã nhận được cái sự cung ứng chính thức từ phía Casio Nhật Bản, và chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp phiên bản này nha. AWR M100SR1A với module máy là 5231. Ok, và thông thường thì Belo trước khi đập hộp cho các bạn thì Belo cũng phải tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin về những chiếc đồng hồ G-Shock mới của chúng ta. Nhưng thực sự thì mẫu này quá đẹp và quá hot, và Belo cũng chưa từng trên tay mẫu này bao giờ, và chúng ta sẽ cùng Belo trải nghiệm đập hộp nó ra xem phiên bản này của chúng ta đẹp đến mức nào nha. Ok, chúng ta sẽ sở hữu một chiếc hộp kép gồm có hai ngăn, và ngăn ở trên thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện rất là quen thuộc với các bạn G-Shock fan rồi, đó chính là thẻ bảo hành này. AWR M100SR1A thì chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm ở trên toàn quốc, cũng như là được bảo hành 1 năm trên thị trường quốc tế với cái sách về bảo hành quốc tế đây, cái chế độ bảo hành quốc tế International Warranty Regulation. Chúng ta sẽ có cái thời gian là 1 năm trên thị trường quốc tế, và các bạn có thể tham khảo những cái danh sách, những cái đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu nằm ở phía sau của quyển sách này. Đó, mình tin chắc là các bạn có đi du học thì chúng ta cũng sẽ rất dễ dàng tìm kiếm được những cái đối tác bảo hành chính thức của Casio G-Shock trên toàn cầu để hỗ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta gặp vấn đề gì, hoặc là chúng ta cần hỗ trợ gì về G-Shock thì chúng ta có thể liên hệ đến các bên như vậy. Và nếu mà các bạn ở Việt Nam thì các bạn hãy đừng suy nghĩ, các bạn hãy mang ngay đến Belo Lê Thái Tổ để chúng tôi có thể trực tiếp phục vụ các bạn nha. Đây là địa chỉ chính thức của Belo, và chúng tôi chỉ dùng duy nhất một trang web belo.vn, cũng như là hotline 024-6686-9898 và địa chỉ tại 46 Lê Thái Tổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội mà thôi. Đây là một địa chỉ rất đẹp, nằm ngay tại bờ Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của thủ đô Hà Nội xinh đẹp của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ có quyển sách về hướng dẫn sử dụng User Guide cho module 5231 của chiếc G-Shock AWR M100SR. Chúng ta sẽ thấy đây sẽ là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng khá là lạ và nó rất là dày. Thì các bạn có thể thấy là với một cái mẫu mà nó có độ dày như thế này thì chúng ta chắc chắn là sẽ có rất là nhiều các tính năng được trang bị trên chiếc AWR M100 rồi, phải không ạ? Và chúng ta sẽ còn có một cái quyển nốt về cái pin năng lượng mặt trời và cái cách sử dụng pin năng lượng mặt trời, và do đó chắc chắn là mẫu này của chúng ta đã sẽ có tính năng pin năng lượng mặt trời rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp tiếp nào. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc hộp thiếc hình lục giác
Đó, một chiếc hộp thiếc hình lục giác rất là đẹp của Casio G-Shock, màu đen ở đây. Vâng, và xin chào các bạn, xin chào các bạn với phiên bản AWR M100SR. Ok, và các bạn có thể thấy là với các bạn G-Shock cổ tay nhỏ thì các bạn có thể rất là vui mừng khi chứng kiến Melo đập hộp với phiên bản này, vì đây sẽ là một cái phiên bản phối màu đặc biệt và nó sẽ bổ sung cho cái sự lựa chọn cho những bạn mà có cổ tay nhỏ khoảng 14-15cm, thì chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn với AWR M100SR. Vâng, mã nó đọc hơi bị đau mồm một chút vì nó khá là dài, nhưng chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ là một phiên bản có thể nói là cao cấp hơn cho AW591 với những cái tính năng vượt trội hơn. Chúng ta sẽ có một cái hình dáng kết cấu thì nó sẽ tương đồng với cả AW591 hay là 590, rất là quen thuộc với các bạn rồi. Chúng ta vẫn sẽ có dây nhựa này, vỏ nhựa này, viền thép này, được làm bằng thép không gỉ và được phun màu sơn đen mờ này. Ở đây chúng ta sẽ còn có khóa thép này bằng thép không gỉ, nó rất là sáng bóng. Chúng ta sẽ đi vào một số các tính năng chính nha. Chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ có Touch Solar Power AWR M100 SR, có thể nói là AW591, và sở hữu thêm cái tính năng pin năng lượng mặt trời giúp cho các bạn rất là dễ dàng. Chúng ta không phải lo đến cái việc mà đồng hồ chúng ta thường xuyên bị hết pin chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ có thể quên đi với cái hệ thống hấp thụ năng lượng mặt trời và sạc vào viên pin, có thể sạc đi sạc lại được. Đó. Chúng ta sẽ có tuổi thọ pin này lên đến 10 năm và chúng ta sẽ gần như là không bao giờ phải lo lắng về pin của đồng hồ chúng ta nữa. Và khi mà các bạn hết pin thì kể cả pin năng lượng mặt trời thì các bạn sẽ luôn luôn được thay pin miễn phí tại Belo Lê Thái Tổ với thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời ở đây. Các bạn sẽ được tặng kèm khi mà các bạn mua G-Shock tại Belo Lê Thái Tổ nha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ còn một loạt các tính năng thú vị khác, ví dụ là shock resistance, nó chính là cái cấu trúc chống sốc hấp thụ lực va đập, nó làm nên cái khả năng chống sốc, chống va đập của đồng hồ G-Shock. 200 meter water resistance, nó chính là chống nước ở mức 200 m, giúp cho các bạn có thể thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí đi lặn với bình dưỡng khí, chúng ta sẽ không bao giờ gặp bất kỳ một cái trở ngại gì cả. World time, nó chính là cái tính năng giờ quốc tế, giúp cho các bạn có thể xem được song song cùng lúc hai múi giờ với 48 thành phố và 31 múi giờ được cài đặt sẵn trong bộ máy của đồng hồ, rất là tuyệt vời. Full auto LED light, đây là một cái tính năng rất là hữu ích đối với các bạn sẽ hay phải xem giờ trong bóng tối, thì chúng ta sẽ có thể bật đèn ở kích hoạt đèn ở vị trí nút reverse phía trên bên phải này, và các bạn có thể kích hoạt cái chế độ auto light bằng cách là giữ nút bật đèn trong khoảng 3 giây thì chúng ta sẽ kích hoạt cái chế độ auto light lên, và khi mà các bạn nghiêng cổ tay ở góc 45 độ thì đèn nó sẽ tự sáng lên, rất là tiện lợi. Và chúng ta sẽ còn có một cái tính năng hand move hay là hand shift, tính năng chuyển kim giúp cho các bạn dễ dàng easy viewing of the dial, tức là các bạn sẽ dễ dàng xem những cái thông tin ở những cái màn số này. Nó sẽ không bị kim nó che khi mà các bạn truy cập vào các chế độ chỉnh giờ nữa. Ok, và chúng ta sẽ cùng chỉnh giờ qua cái phiên bản AWR M100SR này nha. Chúng ta sẽ giữ nút adjust này. Đó, mình thực tế thì Belo chưa có trực tiếp chỉnh giờ mẫu này lần nào, nhưng mà với những cái mẫu đồng hồ G-Shock mà có 4 nút như thế này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ chỉ cần luôn luôn nhớ giúp mình là adjust mode forward và reverse. Ok, đó. Mình đi vào cái phần chế độ chỉnh giờ luôn, vì cái bộ sưu tập AWR, cái bộ sưu tập G-Shock Black and Red Adrenaline này, thì Belo cũng đã có những cái bài viết để giới thiệu về cái phong cách thiết kế của nó rất là kỹ rồi. Nó sẽ gồm tựu chung lại, nó sẽ có một cái màu đỏ huyết đó ở phần mặt của đồng hồ, nó rất là sâu, nó là đỏ thẫm, rất đẹp và rất chất, thưa các bạn. Nó kết hợp với cả cái viền thép được sơn mờ như thế này, thì cả 4 phiên bản còn lại, bộ sưu tập chúng ta sẽ gồm có 5 phiên bản, và cả 4 phiên bản thì chúng ta đều có cái phần viền thép được sơn mờ như vậy, rất đẹp, rất đẹp, thưa các bạn. Ok, chúng ta sẽ chỉnh cái múi giờ này. Tiếp tục chúng ta sẽ chỉnh đến các cái thông số khác, như là ở đây chúng ta sẽ có Daily Saving Time này, đang được off đi này. Vâng, chúng ta sẽ có thể chỉnh định dạng là 12 hoặc 24 giờ này. Các bạn cứ nhớ giúp mình, adjust là truy cập, mode là chuyển, forward là tiến và reverse là lùi, rất là đơn giản như vậy. Tiếp tục chúng ta chuyển sang các thông số khác, ví dụ như là giờ số này,
Ở đây thì chúng ta có thể thấy là đồng hồ của nó đã đúng rồi. Và nếu mà các bạn muốn chỉnh nó nhanh hơn hoặc là chậm đi thì chúng ta sẽ dùng nút forward để tiến và reverse để lùi. Rất là đơn giản như vậy. Ok, và tiếp tục thì chúng ta sẽ còn có thể chỉnh được chính xác từng năm này, tháng này, ngày này. Rất là đơn giản. Và chúng ta có thể chỉnh được cái thời gian sáng của đèn là 1 giây hoặc là 3 giây. Nếu mà các bạn hay phải xem giờ trong bóng tối thì các bạn cũng có thể chỉnh nó lên 3 giây để chúng ta xem có thêm cái khoảng thời gian để chúng ta xem giờ trong bóng tối nó dễ dàng hơn. Và các bạn cũng ở các cái phiên bản mà sử dụng pin năng lượng mặt trời thì nói chung là các bạn cũng có thể chỉnh lên cái light time là 3, cũng không ảnh hưởng gì đến cái thời lượng của pin lắm, tại vì nó sẽ liên tục được sạc đi sạc lại cho các bạn đó. Và nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy truy cập vào chế độ chỉnh giờ và các bạn chuyển đến cái phần light time để các bạn tăng nó lên nha. Rất là đơn giản thôi. Ok, và chỉnh xong thì chúng ta xác nhận bằng nút adjust. Và các bạn có thể thấy là lập tức cái kim của chúng ta nó sẽ tự động và xoay trở về cái đúng với cái giờ số. Và khi mà các bạn thấy là bên Belo chỉnh á, thì kim của nó sẽ xoay về cái hướng là 7:30 đó, để giúp cho là cái phần kim này nó không che ba cái màn hình số này. Nó chính là cái tính năng hand move for easy viewing of the dial. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Và tiếp tục thì các bạn có thể tham khảo một số các tính năng khác, ví dụ là World Time, viết tắt là WT, với 48 thành phố và 31 múi giờ. Rất là tuyệt vời để giúp cho các bạn có thể xem được song song cùng lúc hai múi giờ. Nó chính là cái tính năng World Time này. Và các bạn đi du lịch nước ngoài chẳng hạn thì các bạn có thể điều chỉnh cái giờ World Time đến chính xác những cái nơi mà các bạn đi du lịch, để chúng ta vừa xem được cái thời gian ở nước sở tại cũng như là chúng ta vừa xem được cái giờ của Home City ở nhà chúng ta. Tiếp tục thì chúng ta dùng nút mode để chuyển này. Chúng ta sẽ còn có bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/100 giây này. Đây là phần trăm giây, đây là giây và đây là phút. Ok, rất là đơn giản. Reset để adjust. Tiếp tục chúng ta sẽ có countdown timer, là bấm giờ đếm ngược này. Thì mặc định đồng hồ nó sẽ đếm ngược ở mốc là 5 phút. Và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh cái thời gian đếm ngược này. Thì các bạn có start stop ở nút forward này mà thôi. Rất là đơn giản, chúng ta sẽ giữ nút adjust này để truy cập vào chế độ là chỉnh cái phút bấm giờ này. Chúng ta có thể tăng lên 10 phút này. Sau đó chúng ta xác nhận lại bằng nút adjust. Vậy là xong. Và chúng ta sẽ bấm giờ. Và như mình có cùng trải nghiệm với các bạn cái phiên bản AWR-M100SR này, thì thực sự đây là một cái phiên bản máy đã được nâng cấp rất là lớn của Casio G-Shock dành cho cái phiên bản AWR-M100 này. So với cả AW590, 591 thì có thể nói là AWR-M100 này nó thông minh hơn khá là nhiều. Nó sẽ thông minh hơn ở cái việc là nó có tính năng chuyển kim này. Nó sẽ thông minh hơn ở cái việc là nó sẽ tự động chỉnh cái giờ kim theo cái giờ số, khác với cả phiên bản AW590, 591 là các bạn cần phải chỉnh giờ số và giờ kim một cách độc lập. Đó, rất là tiện và cũng rất là giá trị luôn. Tuy rằng tất nhiên thì đi kèm với nó những cái sự tiện ích là cái mức giá nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với cả AW591 rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn yêu thích một cái phiên bản G-Shock có một cái cỡ nhỏ và một cái phối màu đặc biệt, rất là đặc biệt như thế này, cùng với pin năng lượng mặt trời, chuyển kim, những cái tính năng rất là cao cấp và pro của Casio G-Shock, thì các bạn không có phải ngần ngại gì cả khi mà chúng ta sẽ đến với AWR-M100SR thay vì AW590, 591. Và các bạn cũng yên tâm là với mức giá là 4.771 này thì nó chỉ là mức giá niêm yết mà thôi. Và các bạn khi mà các bạn mua G-Shock tại Belo thì các bạn sẽ luôn luôn nhận được những cái hỗ trợ và những cái ưu đãi về giá rất là tốt mà Belo sẽ cung cấp đến cho các bạn tùy những cái thời điểm. Ok, và các bạn có thể liên hệ đến hotline cũng như là các bạn inbox lại cho fanpage G-Shock VN để Belo có thể phục vụ các bạn được một cách chính xác nhất nha. Chúng ta sẽ có ở đây là cái chế độ báo thức này. Chúng ta sẽ on off bằng nút adjust này. Chúng ta cũng chỉnh giờ báo thức bằng cách giữ nút adjust, rất là đơn giản. Và forward là tăng này, reverse là lùi này, là chỉnh vào 6 giờ sáng và chúng ta xác nhận vào nút adjust. Vậy là xong. Và nếu mà các bạn muốn tắt nó đi, các bạn ấn thêm một lần nữa để cái phần ô dial ở đây, cái phần mặt số ở đây, chúng ta sẽ có on hoặc là hai dấu gạch ngang biểu thị cho off. Rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ không chỉ có đặt được một cái báo thức đâu, chúng ta sẽ đặt được song song cùng lúc 5 cái báo thức liền. Và chúng ta sẽ còn có một cái chế độ âm báo tròn giờ nữa. Thì nếu mà các bạn muốn là đồng hồ chúng ta kêu tít tít khi mà
nó tròn một tiếng thì nó tròn giờ, ví dụ là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì nó sẽ kêu píp píp, thì các bạn có thể chuyển đến cái signal này, ô signal này, và các bạn kích hoạt nó lên là nó sẽ kêu đi. Và nếu mà các bạn khó chịu về tiếng kêu đó thì các bạn cũng chuyển lại cái chế độ signal để các bạn off nó đi. Vậy thôi, rất là đơn giản. Và các bạn yên tâm là nó khá là nhiều các tính năng. Nhưng mà nếu mà các bạn có gặp trở ngại ở cái tính năng nào thì các bạn có thể hoàn toàn inbox lại cho Belo để chúng tôi có thể hướng dẫn cho các bạn chính xác những cái tính năng đó, để giúp cho các bạn nhanh chóng làm quen với chiếc đồng hồ G-Shock của mình. Vâng, ok, và chiếc AWR M100SR1A này đã chính thức có mặt tại Belo Lê Thái Tổ sau rất là nhiều ngày tháng và những bài viết mong chờ từ phía Belo Lê Thái Tổ. Thì Belo rất là mong sẽ nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn G-Shock fan trên cả nước. Và những cái video review chi tiết hơn cho phiên bản này thì mình xin phép được kết thúc video clip này tại đây, và mình sẽ tìm hiểu thêm để có thể giới thiệu các bạn sâu hơn, kỹ hơn về phiên bản này. Một chút về cái thông số kỹ thuật của AWR M100SR, nó chính là 52mm cho chiều cao này, 46,4mm cho bề ngang và 14,9mm cho độ dày. Thì nó nằm ở một cái mức rất là vừa phải, và nó sẽ giúp cho các bạn có cổ tay khoảng tầm 14, chúng ta đã đeo được rồi, và 14,5 chúng ta sẽ đeo rất là đẹp rồi. Và đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là đáng giá cho các bạn G-Shock fan có cổ tay nhỏ nha. Và không thể thiếu được đó chính là những cái phụ kiện và những cái quà tặng đi kèm khi mà các bạn mua G-Shock tại Belo, rất là quen thuộc với các bạn thôi. Đó chính là cái thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời này, thẻ Belo VIP cả, để giúp cho các bạn được giảm 15% cho các lần mua hàng tiếp theo. Chúng ta sẽ còn được tặng kèm những chiếc vòng đeo tay G-Shock của Kikron như thế này nữa, và nhất là cái phiên bản AWR M100SR với phối màu đỏ huyết như này, thì chúng ta sẽ kết hợp với cả một cái chiếc vòng màu đen đỏ sẽ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ok, rất là đẹp phải không các bạn? Và các bạn có thể đến trực tiếp Belo Lê Thái Tổ số 46 Lê Thái Tổ bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội để các bạn có thể trực tiếp trải nghiệm trên tay cùng với Belo Lê Thái Tổ nha. Ok, và mình xin phép được kết thúc video clip đập hộp phiên bản AWR M100SR1A ngày hôm nay tại đây. Ok, rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.